Xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì hiện mình đang có mặt tại một ngôi làng thuộc xã Canh Thuận của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Vị trí mình đang đứng ở đây là trong cái khu vực của cái làng Ca Sim của xã Canh Thuận. Thì bây giờ cũng đã khá trưa rồi, nó cũng rất là nắng. Mình đứng ở trong cái bóng râm, mình giới thiệu rồi sau đây mình sẽ đi lòng vòng, mình review và cái ngôi làng này, các bạn xem cái cảnh quan, cái cuộc sống của người dân ở đây. Ở đây thì cái ngôi làng này thì có cả người Kinh, người đồng bào người ta cùng mà chung sống cũng khá lâu rồi. Sau đây mình bắt đầu mình review, mình đi lòng vòng các bạn xem nha, xem hết video của mình nha. Đây các bạn thấy không, đây là cái khu vực phía trong cùng của ngôi làng. Đó, đằng trước mặt mình đây là nó có rất nhiều nhà đó, rất nhiều nhà. Phần đông là nhà của người đồng bào Trung ở đây. Nó có cả người Kinh nữa. Đó, cái nhà nào mà có là còn giữ cái nhà sàn, phần nhiều là nhà của người đồng bào đó. Rất nhiều, cả có một dãy. Đây là cái khu vực ở phía trong. Đó. Phía trong thì nó giáp với cái chân núi này. Ở đây thì núi cũng bạc ngàn luôn, nó toàn là rừng trồng keo, trồng bạch đàn thôi, chủ yếu là keo, rất là nhiều, mênh mông luôn. Rồi bây giờ mình đi vào trong giữa xóm, giữa làng đó. Bạn xem trong những cái ngôi làng nói chung ở các xã ở huyện Vân Canh đó, thì cũng đều có đường bê tông hết rồi nha. Đây cũng là đường bê tông, bởi vì nó cũng không có sạch sẽ lắm, bởi vì hàng ngày người ta chăn nuôi bò nó dắt đi qua lại, nó thấy rất là dơ bẩn. Mình đang ở ngoài ở cuối làng, mình đi vào bên trong này. Trong này thì cũng có những cái ngôi nhà rất là khang trang. Người Kinh, người đồng bào thì ở hầu như là để nó chen kẽ lẫn nhau rồi. Bạn thấy nhà sàn không? Nhà cửa hai bên đường đấy. Phải nói là dày luôn nha, dày chi chít luôn, giống như thành thị đó. Nhà cửa cũng khá là tương tất, có những cái nhà rất là bài bản nha. Ở đây thì có một cái nhà sàn này rất to này, nhà sàn to luôn. Rất là nhiều ngõ ngách, các bạn thấy không? Đường ngang này toàn là đường bê tông. Hầu như các cái làng của các cái xã huyện Vân Canh nó na ná đều giống nhau, bởi vì cái chủ trương xây dựng cái khu dân cư theo kiểu nông thôn mới, nó giống nhau đó. Cho nên là nó gần như nhau hết đó. Hồi nãy đi xe ba phải không? Đi xe ba mà đội nón nha. Làng này có vẻ rất là đông nhà. Nhà quá trời nhà luôn. Làng này thì mình cũng mới tới lần đầu rồi. Lần đầu tiên. Ở đây có nhiều cái nhà của người Kinh xây dựng rất là to, rất là đẹp.
Ở đây nhìn chung là nhờ cái kinh tế rừng mà người ta có thể là thay đổi nhanh, cũng nhờ là cái kinh tế rừng này, nhà cửa quá nhiều luôn, kiên cố. Theo cái thông tin mình được biết thì cái xã Canh Thuận cũng nằm trong cái xã thuộc là cái diện khó khăn, chứ không phải là cái xã giàu đâu. Nhưng mà vào cái làng này, làng Ca Sim này thì thấy đời sống nhà cửa thấy rất cũng rất là tươm tất. Rất là nhiều rồi, quá là nhiều luôn. Đây, những cái nhà của người Kinh cũng làm ở lâu rồi đây. Hình như là cái đây là cái đường chính đó. Đây là cái đường chính của cái làng này nha, cái đường cái trục đường chính của ngôi làng này. Mình có nhìn thấy một cái nhà to to, đây là cái kiểu như nhà là gọi là nhà rông. Nhà rông đây các bạn. Của cái làng Cà Sim này thì người ta xây dựng cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt chung, là người ta không làm gỗ, làm lá nữa mà làm theo kiểu mới rồi. Kiểu này là kiểu mới rồi. Rõ thế. Đây là khu sinh hoạt cộng đồng làng Cà Sim. Cà Sim tưởng làng Cà Sim. Đó. Thì xây dựng rất là khang trang, xây dựng bằng bê tông và xi măng. Cũng có những cái làng thì người ta vẫn còn làm nhà cái kiểu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Còn này hầu như là làm cái kiểu hiện đại. Bạn thấy không? Người ta xây dựng kiên cố luôn. Bây giờ mình tiến dần ra cái cổng chính của cái làng này nha. Cổng chính. Đây là cái đường chính vào đây, cái cổng nó nằm, cái cổng thì nó nằm sát với cái trục lộ chính. Cái trục lộ chính của huyện Vân Canh. Và thì có thể nói nhìn chung thì ở huyện Vân Canh có rất nhiều cái ngôi làng, nhiều cái làng, cái thôn vừa có người Kinh, người đồng bào cùng sinh sống. Thì nó đều nó nằm trên cái dọc trên cái quốc lộ này, cái trục lộ chính của huyện. Đây các bạn thấy không? Cái cổng này. Nhân dân làng Cà Sim này phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới đây. Đó. Đây ra tới cái trục đường chính rồi này. Trục đường chính đây. Vâng, thì nãy giờ mình đã review lòng vòng cái ngôi làng, một cái khu dân cư, một cái ngôi làng hay là cái thôn đó, có tên là Cà Sim của xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. Đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bạn đón xem mình sẽ review tiếp những cái khu vực khác của huyện Vân Canh tiếp nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.